Phi Thanh Vân và mẹ khóc nức nở bên linh cữu của cha. Tang lễ của bố diễn viên Phi Thanh Vân được cử hành tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình nữ diễn viên không giấu được nỗi đau, bật khóc nức nở khi mất người thân. Bố Phi Thanh Vân, ông Nguyễn Văn Linh qua đời vào ngày 3 tháng 6, hưởng thọ 81 tuổi. Tang lễ của ông được cử hành tại nhà tang lễ Tri Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó linh cữu của bố diễn viên được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Phi Thanh Vân cho biết, trong nhiều năm qua, bố cô luôn phải uống thuốc điều trị các bệnh như cao huyết áp, thận, phổi và khớp. Một tuần qua, sức khỏe của ông chuyển biến xấu nên gia đình đã cho nhập viện. Do tuổi cao, sức yếu và những thương tích cũ khi tham gia kháng chiến để lại nên ông đã không qua khỏi, dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa chăm sóc. Tối qua, mẹ tôi vào viện thăm bố. Tới nửa đêm, bố nói khó thở, dù bác sĩ cấp cứu tận tình nhưng bố không qua khỏi. Điều tôi áy náy nhất là lúc bố đi, tôi không có mặt ở đó. Tôi có thói quen đi ngủ là tắt máy nên sáng ngủ dậy mới biết tin. Tôi lao vào viện ngay, nữ diễn viên chia sẻ. Tại tang lễ, mẹ Phi Thanh Vân không giấu được nỗi đau, bật khóc nức nở trước linh cữu của chồng. Nữ diễn viên cô gái xấu xí chia sẻ, ngay từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cưng chiều, yêu thương nhất nhà khi lớn lên và lập gia đình. Cả hai vẫn luôn bên cạnh làm hậu phương để cô tập trung công việc. Vĩnh biệt bố yêu của con, nếu kiếp sau được làm người, con xin làm lại con gái của bố. Bố ơi, con gái yêu bố mãi mãi và bố luôn sống mãi trong tâm trí con. Kính mong bố yêu của con nghỉ và siêu thoát về nơi an lành tự tại, nơi của bình yên và an nhiên, Phi Thanh Vân xúc động và viết. Ông Nguyễn Văn Linh từng nhận được bằng khen của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam bởi góp phần công lao bảo vệ đất nước qua hai cuộc kháng chiến Mỹ và Pháp. Vòng hoa của đồng nghiệp gửi tới chia buồn cùng gia đình Phi Thanh Vân.